kênh Như Dừa. Hello mọi người, chào anh Khương. Chào khán giả của kênh Tam Sơn mà ta. Dạ. À, hôm nay Tam Sơn với lại Khương Dừa về quê của thằng bạn chơi. Để quê của thằng bạn trồng một cái vườn trái cây là ngon luôn, ngon ngọt chịu quả luôn. Mà trái nào trái nó ngọt lắm. Bây giờ Khương Dừa sẽ dẫn Tam Sơn hai mình anh em mình đi ăn trái cây ha. Dạ, vườn trái cây ở vườn là ngon lắm. Mà đặc biệt cái trái này nó ngọt lắm. Ngon lắm. Đây. Mọi người biết cái trái gì không? Đây. Là trái gì? Ha, ha, ăn quất cái này nè. Ăn cái đó luôn hả? Còn nó xíu. Rồi hơi nhỏ vậy ăn mới ngon á. Ăn này nè. Ê da. Ui. Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ngon như vậy. Nhà nó trồng cốc nhiều lắm mà bị bán không được. Bị ở dưới quê em muốn cốc nhiều lắm. Kêu Khương Dừa với Tam Sơn xuống ăn cốc. Có chín hả? Không có hộp không? Anh cũng trái à. Có hộp mà nhỏ anh. Ăn trái nào ta? Nếu mà già bự ít chua kìa anh, ba trái đó bự bự kìa nè. Trên không trái bên đây bên kia. Nó. Đó, đùm ba đó anh. Đó. Đây, chua. Ôi ở đây nuôi yến mọi người. Đây một yến chiêu ghê không? Đó có nhảy yến đó. Ủa nãy hai con đâu được đó. Nè. Ăn cóc nhỉ? Ăn cóc không con? À. Ăn đi, ăn đi. Nè. À, tên gì à. Con tên gì? Hả? Cường. Con tên Cường hả? Thứ tên Cường. Bạn gái con tên gì? Cố Lâu. Hả? Cố Lâu. Dốc hoài. Nghe trong lớp nó nghe đồn lắm rồi. Quen mấy đứa? Hả? Cố Lâu nói là. Thiệt không? Cố Lâu. Còn quen mấy đứa nói chú nghe coi. Nít vợ dữ lắm. Mới học lớp đó cấp 1 là nó quen rồi. Dở không? Chua. Chua. Đã. Coi coi. Nè, quay cảm giác ăn có chua không? Ăn mà không biến sắc luôn gì con. Khánh ăn chua. Chua. Chùm chùm luôn mà này không có bán hay sao nè. Chín rồi nè Tâm. Ăn ăn đi. Chín rồi Tâm. Chưa ăn không? Cấp chín nè. Cấp này chín nè. Nè Tâm. Thơm không? Thơm. Ôi cái góc gì nó cái kinh khủng kìa. Mày có bọc rồi được mà bẻ mấy cái chín về vú. Lát nữa anh cho em bao gì vậy nha. Ở đây không có cho trái hay trái. Lát mình đút cái đít xe vô á. Mình tuột. Tuột nó vô xe hơi. Bỏ nữa hả? Chai chín á. Tự chín. Về quê thì chỉ được có nhiêu đây thôi mọi người. Đó, đập có trái cây vườn ngon. Nhưng mà sao nó không trồng nho hay gì ăn vẫn ngọt ha. Ừ. Ăn cóc. Chua. Không hỏi hả? Thôi, chứ dạ. Dính gì ăn ngon thường. Đi. Bây giờ tôi ra vừa thơm thơm đi ra ngoài vườn. Ở đây ruộng là đầm bên nông lắm. Đó, có mấy nhà Cường. Cường nó sẽ xách cá ra ngoài đồng để nướng. Để cho ăn với mọi người. Đây à. Thứ ăn Cường còn nhỏ hả? Thời còn nhỏ hả? Chưa lớn. Chua quá. Ủa chua. Cái vỏ chua. Vỏ chua hả? Yến nó kêu ghê thật lớn. Cái tần số nó kêu lớn lắm. Để ta hái bông súng nữa là. Đây gốc chuỗi lá luôn mà. Trái cái, ghê vậy. Cái nhỏ mà không có lá nữa. Lửa lá này nè Tâm. Nè. Đó. Cái này khỏi cho muối. Khô hả? Khô quá chua quá. Cái này nè. Cái này nè. Ô chua chua. Cái này không chua. Anh Vũ em. Chua quá. Trầm tóc nhiều quá. Ăn cái có trái tuổi thơ kìa. Có trái tuổi thơ á. Nè cái này mới ngon nè. Cốc rồi phải ăn cái này mới ngon nè. Ăn không? Lá cốc. Chua chua. Nó cóc ăn với
bánh xèo là ngon. Ừ. Ha. Ừ. Cái rượu nóng quá. Đây ở quê có cây trứng cá. Đó, trứng cá tụi thôi nè, đem lại trứng cá ra mà. Nè cầm ấy. Để trứng cá cho tụi thôi. Nói đi không hay ăn trứng cá ngon. Cái nhà núi kìa, nhà gì vậy ta, đi giờ Phương vừa sẽ thức đi nha mọi người. Cái này chui này giống như mình đi ra đồng để ruộng vậy á. Cái này không? Cái mấy ăn trái này không? Cái gì? Cái này nè. Cái gì này, cái gì? Cái kia giống như trái sinh mụi vậy. Biết không? Không, không, không. Ăn chết đó. Chết chóc gì? Để ăn cho em coi. Nè. Cái này nó khô rồi. Sao nó khô như vậy? Cái gì kìa? Ủa cái gì vậy? Đang thui vậy? Nè, em đang ăn được nè. Ủa cơm á. Mọi người. Đó rớt rồi. Đây. Cơm nó nè. Con biết ăn trái này không? Con không biết đâu. Trái này mà không biết ăn hả? Trứng cá hả? Cơm nguội nè. Cơm nguội con biết. Ừ. Ăn cái miếng này nè. Nói chung ăn ăn chỉ miếng màu trắng thôi nè mọi người. Đó. Ăn vui vui miệng thôi. Không ngon. Ngon cũng ăn đó. Quay lâu vừa qua quần gà nữa kìa. Hả? Quay lâu đó. Đó là đó. Đó là đó. Ô, ra đồng rất là thích mọi người ơi. Mát quá. Mát mẻ quá. Nhưng cái đồng bao la luôn. Nay em anh ngượng trái đi. Rồi vô nè. Ăn cho kiếm trái này nè, trái này ăn mới ngon nè, trái này còn xanh nè. Nè. Cay không? À. Đang đang nữa đi. Ủa sao mà ăn trái vậy? Chấm muối. Cái đi. Cái được. Anh cái hồi hết hết nguyên đồng ớt của con quá. Ớt chấm mưa. Rồi. Đã không? Ừ. Ăn thử coi. Ăn cái nào? Ăn cái nào cũng được. Ừ. Ăn cái nhỏ đi. Cay lắm nha. Thơm quá ha. Thử đi. Thối miếng quá. Cao. Cao quá bởi. Tăng nổi tao. Thơm quá quá. Rồi. Ăn giỏi vậy. Ăn như rau vậy. Dạ. Thịt chá. Nên ăn ngoài nướng cá thì bị nướng cá đó. Nướng cá hả? Dạ. Hãy để vô ngớt nè. Vô ngớt được con. Ờ. Ừ. Nghe cái mùi không nó nồng lắm mọi người, bằng tâm sơm nó ăn hay thiệt chứ. Ừ. Đó. Ok. Ăn đi anh. Hả? Ăn ngay ăn lắm. Ăn lắm. Ăn thử đi. Để bẻ cho cái ớt chín đi. Cho chín ăn đi. Để sống ăn hỏi. Rồi. Mùi giữa đã mọi người sao không về quê mênh mông bát ngát luôn. Đây con vừa sẽ ăn cái nhỏ. Cái
Cái này giống như là hai anh em mình làm clip cho cái đụng cái gì ăn cái đó. À. Lát đụng mấy bà hái ớt ăn ăn mấy bà hái ớt luôn. À. Anh ăn bả đi. Em ăn bà hái ớt luôn. Đây. Đã làm gì dữ vậy anh Cưng? Cài quá à. Cài em. Em đút anh ăn nha. Trời ơi. Không, ớt này không cay mọi người, ớt này nó ngọt. Anh Cưng nãy giờ giả bộ mọi người thôi chứ ớt rất là ngọt. Ngọt con mắt em. Thôi bây giờ Khương vừa với Tam Sơn sẽ đi ra ngoài để rồi còn bé nó đu ghê trời, mập ghê luôn á. Mình ra nó mập ghê không. Dạ. À, ok bây giờ Khương vừa với Tam Sơn sẽ tiếp tục đi ra ngoài đồng để coi cái gì hay không nha. Có gì Khương vừa với Tam Sơn sẽ giới thiệu quý vị khán giả nha. Chào tạm biệt, chào mọi người.